Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bọng Ngô Myro. Và ngày hôm nay thì Bọng Ngô đang có mặt tại thành phố Bạc Liêu. Và đối với thành phố Bạc Liêu thì mình đã ngủ lại qua đêm ở đây rồi. Mà ngủ lại qua đêm thì sáng mình sẽ ăn gì? Một trong những cái quán mà mình sẽ recommend cho các bạn tới ăn đó chính là quán Curry Vịt. Thì đây là cái quán của cô Nguyệt nằm tại số 4. Mà đường này là đường Hòa Bình, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Nhưng mà ở đây thì số thì mình không thấy, nhưng mà mình bên này là mình thấy là 113 Hòa Bình nhé các bạn. Các bạn có thể tới đây để ăn nha các bạn. Mời các bạn get go. Cái quán này thì mình đã tới lúc nào, buổi sáng nào mình tới Bạc Liêu á, mình cũng tới quán này ăn hết trơn các bạn à. Nên mình cũng đã recommend cho các bạn nên là tới quán này. Cô, quán này là mình bán buổi sáng hay buổi chiều á? Bán nguyên ngày bé. Nguyên ngày từ mấy giờ tới mấy giờ cô? 6 giờ tới 8 giờ tối. 6 giờ tới 8 giờ tối. Quán này thì các bạn tới đây là ăn cà ri. Thì cà ri có đủ loại hết nha các bạn. Từ nói chung là thứ gì cũng có. Một tô cà ri của mình là giá như thế nào cô? 55. Cả đùi cả thịt nhớ bạn là 55k và lòng không cũng 55. Quán này là cô bán được mấy chục năm rồi nè? Bốn mấy năm à. Sao lâu lắm rồi bán mà? Lúc cô chưa có gia đình, giờ tôi có cháu ngoại luôn. Ủa trời ơi, từ lúc mà mình chưa sinh ra đời là cô đã bán rồi. Nên mà vì vậy mình đã recommend cho các bạn là nên tới quán này nhớ bạn. Vì vậy các bạn đừng quên là ủng hộ cô là chủ quán ở đây đúng không? Cô Nguyệt đúng không ạ? Đúng rồi. Giới thiệu các bạn đây chính là cô Nguyệt nha các bạn, rất là dễ thương. Mình sẽ cho các bạn xem một cái tô nó to, nó bự chà bá như thế này vậy á. Tô này chỉ là 55 ngàn. Tô này chỉ 55 ngàn, cho các bạn xem. Một tô 55 ngàn sẽ có một cái đùi to như thế này các bạn. To bự chà bá luôn. Rồi, đùi này đùi gì nha, chứ không phải đùi gà đâu á. Còn đây là thịt. Thịt và thịt. Đây là cái gì ta? Cục mề, trời. Cái này là nguyên một cái mề luôn, chứ không phải là một cục mề nữa nha các bạn. Nguyên một cái mề luôn. Đó. Rồi bây giờ mời các bạn ăn nha, mình sẽ cùng với quẩy. Ở Sài Gòn á, mình ăn cà ri mình hay thấy là có nước dừa đúng không? Thì ở đây là không nấu bằng nước dừa nha các bạn. Ăn nó đậm đà, nó khác. Rất là đậm đà luôn. Ở đây thì các bạn có thể làm, thứ nhất là mình có option là bún hoặc là hủ tiếu. Hoặc là các bạn không ăn hủ tiếu được, các bạn có thể ăn với bánh mì. Hoặc ở đây cũng có bánh mì hoặc là quẩy nha các bạn. Bốn trong bốn thứ mà các bạn có thể chọn. Dĩa rau sống rất là to. Ăn cái này là nhớ súc miệng nha, không súc miệng mà đi nói chuyện á là ai cũng thấy đang phun chứ đang luôn. Quýt này á mới nấu á, rồi còn cái đùi nữa. Nãy giờ ăn hết thịt rồi mình giờ còn cái đùi nữa, mà thực sự là no rồi. Nhưng mà phải ăn cái đùi này. Mọi người biết là tinh hoa là nằm hết ở cái đùi này rồi. Để bạn lấy cái đùi này. Con vịt thịt rất là mềm. Oh.